Hôm qua là mình order cái móc cửa, cái móc, mình không biết cái này gọi là cái gì đó mọi người. Cái này á là cái mà để gắn lên cái cửa. Nắng quá, sáng quá. Như mọi người cũng biết thì nhà mình có rất là nhiều cửa sổ. Một cái nè. Ngay bếp có một cái cửa sổ nữa. Trên đây có một cái cửa sổ nữa. Như mọi người cũng thấy hiện trạng của nó là không có rèm cửa. Bây giờ là tháng 11 rồi, mình chuyển vào đây cũng được gần 2 tháng rồi. Nhưng mà mình chỉ làm tạm bợ cho cái cửa sổ này là một cái rèm. Không phải là cái rèm, nó chỉ là một cái miếng vải mình có. Xong rồi mình móc lên để tạo sự riêng tư. Mua rèm thì cũng được thôi, nhưng mà thứ nhất là mình thấy nó mắc, thứ hai là mình nghĩ là mình có thể may được cho nó và mình có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn, cho nên là mình delay cho tới bây giờ. Khi mà mình thuê phòng ở Hàn á thì chủ nhà luôn nói là không được đụng vào cái kết cấu của cái nhà, tức là mình không được khoan, mình không được làm cho cái căn phòng nó bị hư nè, không được đục tường, không được làm cái sàn nhà hư. Nói chung là mọi người không được làm tổn hại tới cái kết cấu có sẵn của cái nhà này. Nhưng mọi người cũng thấy nó chỉ là cái cửa sổ trơn hết, không có cái chỗ để mà mình mắc rèm, đúng không? Cho nên là giải thích nãy giờ cũng chỉ để cho mọi người biết là mình mua cái này để mắc rèm. Cái này gọi là cái gì, cái roller hả? Đó, mình có thể điều chỉnh được độ rộng. Sau đó thì mình nhét vào cái kẽ của cái cửa sổ. Ok, việc mình phải làm bây giờ đó chính là gắn cái móc này lên cái cửa. Và sau đó là mình sẽ may rèm. Mình may đơn giản thôi. Where's the Benji? Yeah, they just wanna see me in the grave. I'm out the law in the rave. Oh no, I can't wait. You can read what you saw in the day. I was down, I'm up to the plate. Got a couple hits cause you know I can't play. We gon' win it no matter what it shows. Trời đang tạm bỡ sáng. Mình đang tập thói quen dậy sớm, cho nên là mình đã đi ngủ sớm. Một con mũi nó bay vào. Oh my gosh. Nhưng mà để tận mắt cái cảnh đẹp này thì ok, một con mũi cũng không sao. Thực ra bên ngoài trời nó không có đậm màu trong hình đâu, nó hơi lợt lợt á, cam cam lợt lợt, nhưng mà mình đã chỉnh tối xuống để mọi người có thể nhìn thấy bầu trời rõ hơn. Đây là bột mình đã nhồi từ hôm qua. Và bây giờ mình sẽ nướng nó. Ok,
sau khi đợi canh rồi thì mình sẽ đi đặt cái này ở trước cửa. Mình mua nhưng mà mình nó tới không có đủ cho nên mình đã thành phun mình trả lại hàng. Thành phun hàng cục phân thì sẽ cần để trước cửa. Là ok, lát nữa ta sẽ tới lấy. It's so cold outside. Ok, đã mới ra thì mình còn mới biết cái kích cỡ của cái cửa sổ đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đo cái cửa sổ. Nhưng mà cái cửa sổ lớn của nhà mình đó là chắc nó phải tầm gần 2 mét á. Nhưng mà cái thước này, cái thước đo đồ nó chỉ có thể dài tối đa là 1,5 mét thôi. Nên là ấy dạ. Bây giờ mình sẽ lắp cái chỉ này vào này. Bây giờ chúng ta quá mệt mọi người ơi, mình may, mình nghĩ là mình may được một cái này thôi rồi mình sẽ đợi một ngày đẹp trời mình may thêm một cái khác nữa. Quá mệt rồi, nó ngắn hơn mình tưởng mọi người ơi. I'd like to think. Mình đã may xong rồi nhưng mà đúng là hàng tự làm có khác cho nên là mấy cái này nó không có được tỉ mỉ cho lắm. Nhưng mà nó là mình tự làm cho nên làm vui vì điều đó. Bây giờ mình sẽ may thêm cho cái cửa này nữa. Ôi nhưng mà không đủ vải mọi người ơi, cái cửa này nó bự lắm. Thật ra thì mình cũng không phải kiểu thích coi phim rạp. Mình thích xem phim ở nhà hơn. Lần này là được một bác đạo diễn cho vé xuất chiếu sớm. Nghe nói là ngày 16 tháng 11 mới công chiếu. Nên là ngày 8 tháng 11 mà mình đã được đi xem rồi đó. Thế là mình đi xem thôi. Thì lúc đây cũng không nghĩ là có diễn viên đến. Nhưng mà cuối cùng thì họ lại xuất hiện. Surprise! Gần 4 năm đi du học thì lần đầu tiên mình thấy diễn viên có nem ở hàng cho mọi người. Cũng coi như là một ngày đặc biệt mình phải kỷ niệm, mình phải quay lại. Bây giờ mình sẽ ra đường đi dạo. Sáng giờ ở trong nhà không cho nên là cảm thấy bí bách. Sương xuống có thể lạnh cho nên là mình cảm thấy một cái nón và mình cảm thấy một cái khăn. Leave
the light on in the sky. Set me on fire like the light wire that you are in. Don't be a shooting star and come and go as you please and as you believe is fine. There's just a little bit of something here, a little bit of something, my dear. So I'll be as clear as I can. I'm not sugarcoated, just thought that you should know. Every time I close my eyes, you're the first place that I go in. I'm starting to notice all the reasons why.